Xì mũi đây. Chào các bác, đây là cái hộp đồng hồ của bác, chẳng biết, cà phê Roca này, số điện thoại cuối là 5579 ở Đắk Lắk. Đây, các bác thấy là người ta không cho địa chỉ bên ngoài đâu, để che giấu địa chỉ cùng tên đi. Đấy, nên là các bác nên phải ghi tờ giấy để trong hộp cho em. Đấy, thì trong cái hộp thì em mới biết được là của bác nào. Đó, và địa chỉ cụ thể trong này, cần làm những cái gì thì bác ghi trong này. Đó. Bác này là bác Thanh, bác Thanh ở Đắk Lắk. Đây là bác Thanh ở Đắk Lắk. Đó. Đó. Thì bác ghi như này: đồng hồ của em bị vào nước và chạy chậm, bác kiểm tra và chống nước giúp em, thay cho em bộ kim khác cho đẹp. Đây là cái thư của bác ấy. Rồi, nó sẽ mở cái hộp cầm hộp của bác ra nhé. Cái này người ta... À, sần cô của bác ấy. Cái sần cô. Đây, bác yêu cầu là đồng hồ bị bắn nước và chạy chậm. Bác yêu cầu là chống nước và thay bộ kim, hay bộ kim và chống nước. Cái con này nước vào này nên lau dầu đi bác nhé. Cái này nước vào nên lau dầu đi. Đấy, em kiểm tra qua máy đã nhé. Bác nào cần liên hệ với em thì các bác kiểm vào sang Zalo ấy. Thì trên Zalo có thể tìm kiếm ấy, các bác đánh số điện thoại này vào. Đây này, đi số điện thoại này. Là ra Zalo của em. Các bác nhắn tin giúp em thì các bác đừng gọi nhé. Rảnh em sẽ phản hồi cho các bác. Trong quá trình làm thì em đều quay trực tiếp chứ em không có cắt ghép như các thợ khác đâu. Đó, và em không đeo găng tay bao giờ đâu. Kể cả nhà em nấu cơm em cũng chả bao giờ đeo găng tay. Mặc dù trong trạm em một túi găng tay, trong hộp y tế cũng một túi găng tay. Găng tay y tế cũng có, mà găng tay nấu nướng cũng có. Thậm chí găng tay rửa bát cũng có, thì em cũng chả bao giờ em dùng. Con này cần phải lau dầu bác nhé. Đây này, tại sao em nói là phải lau dầu này? Đây, em phân tích cho các bác xem nhé. Đấy, thứ nhất thì các bác nhìn cái bánh này của nó bị bẩn này, nó bị oxy hóa này các bác nhé, oxy hóa này. Đấy, những con này nên lau dầu này. Đó. Và nó bị chỗ này dễ nhất, dễ nhìn nhất đúng không, để mình biết là nó bẩn mức độ nào. Đấy, này các bác nhìn thấy nó chảy thành vết đó. Đó, nên là lên lau dầu đi cái con này. Đấy, và con này vòng bi của nó cũng hơi bị dơ. Vòng bi hơi bị dơ các bác. Đó. Nhưng mà vẫn còn dùng bình thường. Những dòng này vòng bi ít khi phải thay lắm. Gần như rất ít khi phải thay. Đây này, và các bác nhìn này, bánh truyền đây này. Đây, em có thể cạo các bác nhìn nhé. Đó, thấy chưa? Đó, rất là bẩn đúng không? Rất bẩn luôn. Đó. Chỗ này em lấy cái đầu bánh em cạo được không bác? Đây em có thể lấy cái tô vít này em cạo cho bác nhìn nhé. Để bác thấy nó bẩn như thế nào. Đó, đúng không? Đó, bẩn như thế này cơ mà, đúng không? Và hiện tại em kiểm tra cái càng cua xem nào. Càng cua này nó còn sống hay không cơ. À, em kẻ một cái chấm ở đây thì em kiểm tra cái bánh nhám này. Bánh nhám này xem có dùng được nữa không, hoặc là càng cua không dùng được nữa không. À, vẫn dùng được nhé, vẫn lên cót bình thường nhé. Đó. Đấy, như là các bác nhìn thấy cây xoạt 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 này. Đấy, nó cây xoạt xoạt này, tức là cái bán nguyệt này, nó chạm này này. Nó chạm này này, nó chạm này, thành vết này, thấy không? Đấy, nó chạm, nó cây xoạt 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 đấy. Đó. Đấy, và cái căn này các bác nhìn, cái căn gãy mất một đoạn này. Căn đúng không? Đó, căn gãy mất một đoạn này. Và con này đã lụn sốc rồi này. Đấy, con này đã thợ cứng tay họ đã làm rồi. Đó. Đấy, em sẽ thử lấy giờ xem và quay cái giờ để xem thế nào. Lịch vẫn nhảy nhỉ. Ok, bây giờ em sẽ quay 24 tiếng. Để xem thế nào.
lấy giờ hơi khó một chút, hơi khó lấy giờ. Em rút ra này để lấy giờ những dễ nhé, chứ để đây lấy giờ nó chậm lâu lắm. Như các bác thế này, các bác nhìn thấy nước nó vào nó bị oxy hóa này, thấy không? Đó, oxy hóa đấy, nó bị phá máy đấy. Và đây nhá, trong 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 vỏ nhá, trong vỏ này, đó, cái bản này các bác, đấy, cái bản đấy, đó. Đấy nên mới là đơn giản để nhìn qua nhé, chứ chưa đi vào chi tiết cho phần máy, phần máy như thế nào đúng không? Đây này, đó. Này rơi máy đứng máy ngay đấy. Đó, máy này khỏe vẫn còn chạy bình thường. Đây này, và em còn thấy có một con ốc rơi ra này các bác này. Đó, ốc rơi ra này. Con ốc này nếu đoán không sai là ốc của hông, bên hông. Đó, em sẽ bắt lại cho bác ấy nhé. Ốc bên hông đây này, ốc bên này này. Nhưng mà con này bị gãy chân chân mặt số rồi, đúng không? Đấy, gãy chân mặt số rồi, không còn chân mặt số đâu. Đó, nên là con ốc này gần như không có tác dụng đâu, không có tác dụng mà thôi, cứ lắp vào cho khách thôi. Không, khách lại bảo mình ăn bớt ốc của người ta. Đó, nhiều người không hiểu, người ta lại nghĩ là mình ăn bớt hoặc là biển thủ mệt lắm. Đó, đấy em lắp vào rồi. Đây cái mặt số này người ta gắn keo rồi các bác. Đó, gắn keo rồi mất chân, mất chân thì người ta gắn keo. Đấy, bác không nói thay mặt số em sẽ không thay nhé. Đấy, mặt số của bác này. Đấy, em sẽ không thay mặt số cho bác ấy đâu. Đấy, nếu mà bác xem video mà bác thấy cái gì cần làm nữa thì bác cứ nói nhá. Vậy thì con đồng hồ em sẽ làm cái gì? À, trước tiên thì con này em chắc chắn em phải lau dầu cho bác rồi. Mặc dù trong cái thư của bác không nói đến lau dầu nhé. Bác chỉ nói chống nước và thay bộ kim thôi. Đấy, con này nói thực với bác này, kim không phải của nó đâu. Kim này, kim giờ là một loại, kim phút một loại. Đấy, và kim dây một loại. Kim dây là của đồng hồ SK này. Kim giờ là của đồng hồ Senco này. Còn kim phút này là của hình như là các em không rõ, nhưng mà cái đầu nhọn này là cắt, thợ cắt, cắt đầu, không phải của nó, nhìn biết ngay. Đấy, có cái gì đâu các bác. Kim giờ rất là to, kim phút bé tí, nhìn rất buồn cười đúng không ạ? Như em thì em nhìn cái em biết ngay. Đó, cái cửa sổ này không chuẩn đâu, đúng không ạ? Cửa sổ này chưa chuẩn. Đó, cái định bên trong ấy, định bên trong ấy chắc chắn là không phải của máy này. Đấy, dòng máy này, bởi vì nếu mà rồi dòng máy này thì nó phải chuẩn ngang cơ. Đó, đây nó không chuẩn ngang, thế là không phải dòng máy này. Thế là em dự đoán thôi, em chưa dám khẳng định cái lịch trong. Đó, đây là cái đồng hồ này, em sẽ lau dầu này, chống nước này và thay bộ kim cho khách. Đấy, đây đồng hồ này, vệ sinh là hết máy cho bác. Đấy, vẫn chạy bình thường, em bác thấy không? Máy khá khỏe. Đó, rồi, em chào các bác.